Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Đao Đô Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lòng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 132 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây Tiếp theo phần trước lại nói Gió Đông hay còn gọi là Đông Phong là tên do Khâm Sai Dương Đại Nhân đặt cho Quân khí cục Phúc Kiến sản xuất hỏa tiễn Đông Phong cấp 2 cuối cùng cũng vận chuyển tới Trong cuộc khải chiến tiêu diệt oa khấu Từng có thủy sư từng lĩnh quân minh đề nghị sử dụng hỏa pháo như hỏa long xuất thủy Tuy loại hỏa khí này bay khá xa Thế nhưng lực đẩy sinh ra từ hỏa dược châm ngòi không được cân bằng Tính định hướng quá kém Hơn nữa hướng và tốc độ gió ở trên biển lại không ổn định một khi hỏa long phóng ra thì chỉ nghe theo ý trời hiệu quả thực tế là có hạn dương lăng không vừa ý cho lắm có điều hắn cảm thấy hứng thú với loại hỏa tiễn cấp 2 nguyên thủy này tuy nó căn bản không thể so sánh với tên lửa vận chuyển đa cấp và đạn đạo bắn tàu ở hậu thế thế nhưng người trung quốc thể minh có thể to gan tưởng tượng thiết kế ra loại vũ khí này hắn cảm thấy sức tưởng tượng này càng thêm đáng quý cho nên bảo lưu lại thiết kế nghiên cứu loại hỏa khí này của quân khí cục Hỏa long xuất thủy là một loại hỏa tiễn dùng ở trên bờ và ở dưới nước. Thân rồng chế tác từ ống trúc mỏng dài năm thước, đầu ống gắn đầu rồng bằng gỗ, cuối ống là đuôi rồng bằng gỗ. Bên trong thân ống trang bị các nhánh hỏa tiễn, ngòi nổ đưa ra ngoài từ lỗ bên dưới đầu rồng. Trước sau thân rồng tổng cộng trang bị bốn ống phóng hỏa tiễn. Nhìn qua tựa như phi long có bốn cánh vậy. Ngòi nổ của hai hỏa tiễn trước sau hỏa long được xoắn vào với nhau, bộ phận dưới ống hỏa dược phía trước hỏa tiễn và ngồi nổ đưa ra từ đầu rồng liên kết với nhau khi phóng ra trước tiên châm lửa bố ống hỏa dược dưới thân rồng để đẩy hỏa long bay về phía trước sau khi ống hỏa dược cháy hết thân cơ hỏa tiễn trong thân rồng bén lửa bay ra ngoài bắn về phía kẻ thù loại hỏa tiễn này đã ứng dụng nguyên lý mắt xích song song của hỏa tiễn cự ly phóng ra có thể đạt đến hơn 3 bốn dặm ngoài ra còn có các loại hỏa khí đánh xa như là thần hỏa phi nha phi không chấn thiên lôi thần hỏa phi nha có đầu đuôi và cánh chim bay đến trăm trường bên trong chứa thuốc nổ dưới bụng cũng buộc chặt bốn đống hỏa tiễn để trợ lực những hỏa khí này phần lớn chưa đủ năng lực nhắm chính xác vào con người và mục tiêu cố định đầu thân và đuôi rồng tinh xảo của hỏa long xuất thủy vốn có tác dụng trang trí nhiều hơn thực ra sẽ ảnh hưởng tới tính định hướng của hỏa tiễn và sinh ra lực cản khá lớn tuy cánh chim thần hỏa phi nha có mục đích tăng cường tính ổn định khi bay song hình dạng cũng cực kỳ giống như cánh chim thật chẳng những chế tác tốn công tốn thời gian thế nhưng vì chạy theo hình dáng nên tính ổn định cũng không tốt cho lắm khi dương lăng đốc thúc nghiên cứu chế tạo pháo thần công của quân khí cục thì bắt gặp các khoảng khí này hắn yêu cầu bỏ hết những cái tên mỹ miều của chúng dựa theo tầm bắn khác nhau và tác dụng chủ yếu của hỏa khí mà thống nhất đặt tên hỏa tiễn đông phong số 1, số 2 và số 3. Đồng thời, hắn sai chuyên gia hỏa khí là Trịnh lão tiến hành cải tạo các bộ phận trang trí không có tính thiết thực. Hỏa Long xuất thủy bây giờ là đông phong số 1, toàn thân giống như một giọt nước, tầm bắn là xa nhất. Bụng rồng vốn dĩ cần mỹ quan chỉ có thể trang bị 4 mũi tên, hiện tại tăng lên tới 7 nhánh mũi tên, tác dụng từ sát thương đổi thành phóng hỏa khí là chính. Trong mũi tên có hỏa dược, bên ngoài bọc nhiều lớp giấy lụa rồi bôi dầu trơn, khi châm ngòi gió mạnh không tàn, dưới nước không lụi. Thần hỏa phi nha được cải tạo thành Đông Phong số 2 vẫn có bụng to như cũ, tựa như một con tàu con thoi, cánh chim vẫn giống thật, nhưng loại bỏ phần lông vũ đính vào trở nên phẳng như giấy, trong bụng chim chứa vật dẫn cháy dễ bắt lửa, đồng thời trộn thêm thạch tín, lân và những thứ có mùi khét cháy. Khó lửa trong rừng rậm rất khó tắt, loại hỏa tiễn này phóng thích rất nhiều khí độc, cộng thêm hỏa tiễn bay tán loạn khắp trời, trong rừng rậm nguyên thủy, lá khô dày như bùn, dày đến vài thước thì làm sao mà tránh nổi đây? du kích đứng quân thôi quý đứng trước bạc vương sơn nhìn ngọn núi tối đen sừng sững như người khổng lồ đánh giá một lúc lâu sau đó mới gật đầu nói tốt lắm thế núi này phần lớn dốc đứng như gương chọc thẳng lên từ dưới mặt đất kìa tuy nguy hiểm vô cùng thế nhưng thuận tiện cho phóng hóa phía dưới có vách đá cao chừng một trăm trượng dù thế lửa ở trên núi có lớn đến đâu chăng nữa cũng rất khó ảnh hưởng đến các núi còn lại bằng không sẽ gây rất nhiều phiền toái đấy được rồi bắt đầu thôi trong bóng đêm từng nhánh hỏa tiễn vọt lên rực sáng phóng về phía ngọn núi tối đen kia chỉ trong chốc lát tựa như một đám mây đen bao trùm đỉnh núi mây đen càng tụ càng dày đặc rứt cục cũng che kín cả vầng trăng như móc câu ở trên trời gần nửa canh giờ sau bầu trời đêm đỏ rực lửa cháy thiêu trời đứng nhìn từ xa đừng nói là người nấp trên đỉnh núi ngay cả đá cũng bị thiêu rụi dù có đào sâu ba thước đất cũng đừng mơ tưởng mà tìm được chỗ nào ẩn thân ánh lửa phản chiếu giữa chân núi sáng loà tin chắc chỉ cần đến trước núi chị e đã sáng như ban ngày đại nhân vì sao nhất định là phải tiến công vào buổi tối đây dù gì cũng đã là canh ba nhìn lửa khói được một lúc lâu phó tướng phan đông ngáp một cái chán trường mà lý nhĩ hỏi thôi quý mặt đầy rỗ cười hì hì lên tiếng lão đệ đệ không hiểu đâu đêm trăng lặn giết người trời nổi gió thì phóng hỏa giống như đi tìm kỹ lưỡng vậy Thân phận như chúng ta Để ý cái chuyện này làm cái gì Y nắm chặt Chiến bào cao giọng quát lên Cá huynh đế... tiến công lên núi nào Giết Bọn lính hô hoán Dưới sự chiếu dọi của ánh đuốc lớn nhất trong lịch sử Đại quân đường đường chính chính Lao về phía sân trại Lại nói Lăng Tiêu Sơn xây dựng vào những năm cuối Nam Tống Năm bảo hiệu ất mão Tức năm 1220 năm... Quân Nguyên chiếm Vân Nam trước Rồi vòng qua tiến công Tứ Xuyên để ngăn chặn quân Nguyên và Tứ Xuyên, quân Tống ở Nhung huyện đã xây dựng tòa thành ở các nơi hiểm trở. Vì muốn có nơi đóng quân chữ lương thực, ra đánh vào thủ nên xây dựng Lăng Tiêu trên Lăng Tiêu Sơn. Lăng Tiêu Thành và Điếu Ngư Thành ở Hợp Xuyên, Lăng Vân Thành ở Nhạc Sơn, Đông Cao Thành ở Nghi Tân Thủ đều là các tòa thành trọng yếu chống đỡ quân Nguyên. Sau đó, vì tướng chấn thủ Nhạc Sơn và Nghi Tân Thủ đầu hàng quân Nguyên, Lăng Tiêu Thành mới bị công phá sau khi bên ngoài tạm yên ắng tống tiểu ái và ngô hán siêu liều xuất lĩnh lang binh lẳng lặng đến lang tiêu sơn lúc này nhiệm vụ thanh trừ ở mọi nơi gần như đã kết thúc nhân mã bắt đầu hướng đến các chỗ tập kết như đồng đa lĩnh đô đô trại hay Lăng tiêu thành ngô hán siêu và đích thân dẫn lang binh dở leo núi lên không ngừng thâm nhập trong núi tìm hiểu tình hình gần Lăng tiêu thành vừa chờ đợi nhân mã tiếp viện dương lăng phái tới Lăng tiêu sơn đỉnh của lang tiêu sơn cao chót vót như sắp chạm trời đường lên núi chỉ có hai lối nhỏ chật hẹp một lối là từ đoạn cổ nham thông đến cửa chạy mới lối còn lại là từ đập long bì đi qua 48 khúc ngoặt thông đến cửa chạy cũ chỗ nối tiếp giữa đoạn cổ nhan và núi đất phía sau có một khe nứt rộng hơn 7 thước trên khe nứt có cầu gỗ người đi qua cầu nhìn xuống khe nứt đáy sâu khó lường khiến người ta run như kẻ sấy tay chân mềm nhũn đặt một đạo binh ở đây đúng là khổ sở cùng cực mà phía trước cửa trại cũ bố trí nhiều lớp phòng vệ cửa hiểm khắp trốn muốn công phá cực khó tướng trấn thủ nơi này là a áp huynh đệ của tù trưởng a đại kẻ này sức mạnh vô cùng hữu dũng vô mưu tính tình tàn bạo lần này chưa từng công khai làm loạn trước đây thường xuyên dẫn người xuống núi quấy nhiễu cướp bóc của cải cưỡng bức nữ nhân bị người ta gọi là a áp bởi vì gã cằn quấy ngông cuồng những năm nay dân chúng gần đó đều tháo chạy 10 nhà thì chống 9 nhà hoang vắng vô cùng nhưng Lăng Tiêu Thành của gã thế hiểm khó công, 48 khúc ngoặt giống như lạch trời khiến người ta không biết phải làm sao cả. Tống Tiểu Ái và Ngô Hán Siêu cố ý chỉ phái một đội quân nhỏ tiến công, liên tiếp bị đánh về hết mấy lần. Hai người cũng không vội, lần nào cũng tỏ ra vẻ binh lực không đủ, không có tự tin, bị thất bại liên tiếp mà phải lui binh. Qua hai ngày nữa lại đến phá rối, cứ đến phá đám như vậy nhiều lần, a áp thấy mãi cũng quen. Hôm nay sau khi chuẩn bị đầy đủ, Tống Tiểu Ái rốt cục cũng chuẩn bị động thủ mấy ngày nay sớm tối ở bên ngô hán siêu cùng nhau lãnh binh hai người dường như lại trở về những ngày tháng chống chọi với giặc qua của giang nam trước kia vậy tuy việc ngăn cản của lão ngũ trước giờ vẫn là tâm bệnh giữa hai người song ngoài mặt hai người vẫn lảng tránh chuyện đấy gần như hoàn toàn thân mật như ngày xưa ngô hán siêu dẫn theo hơn ba trăm lăng binh được chọn kỹ ai nấy cũng ăn mặc rách dưới áo vải da thú bề ngoài giống như người man đô trưởng hơn nữa họ còn đóng giả nam nữ già trẻ đủ mọi thân phận còn binh khí thì khất ở nơi kín đáo Muốn chiếm lăng tiêu thành Sau núi không thể công Trước núi đường lại gập gành Khắp nơi đều là vách đá lầm chởm như nanh sói Nếu như họ muốn xông thẳng qua 48 khúc ngoặt Thì không thể nào Muốn chiếm lăng tiêu thành Sau núi không thể công Trước núi lại là đường gập gành Ngoan Siêu tự mình dẫn trinh sát âm thầm điều tra Phát hiện luôn có dân chúng người mang đôi trưởng Chạy trốn lên núi Nhiều thì mấy trăm, ít thì mấy chục Vì thế mới nảy ra kế lựa thành này tầng tầng lớp lớp cửa ải trên lăng tiêu thành không tiện tiến công thế nhưng nếu như binh sĩ không đến trước thành căn bản miễn bàn đến chuyện công thành ngô hán siêu mạo hiểm dùng mấy trăm dũng sĩ lừa qua cửa ải thứ nhất coi đây là cứ điểm yểm hộ đại quân lên núi tuy hơn 300 người này được chọn lựa kỹ càng thế nhưng áp lực mà họ phải gánh chịu vô cùng lớn phải biết từ trên lăng tiêu thành nhìn xuống có 48 khúc ngoặt hiểm yếu và khó đi có thể trông thấy binh mã ở dưới chân núi từ đằng xa cho nên đại quân của Tống Tiểu Ái căn bản không thể theo sát phía sau ứng chiến mọi lúc được. Nếu như lừa thành thất bại, hơn 300 người rất có khả năng chôn thây toàn bộ trước lăng tiêu thành. Cho dù có lừa mở được cửa thành, lập tức phong tín hiệu, đại quân của Tống Tiểu Ái muốn chạy đến trước thành cũng cần thời gian rất lâu. Trong thời gian đấy, đoạt con này chém giết rồi chặn người man từ con này thứ hai lao đến đều phải trông cậy đội ngũ mấy trăm người này của ngũ Hán siêu. Tống Tiểu Ái vẫn tướng bảo quân Minh lặng lặng nhìn bọn họ chuẩn bị thỏa đáng, nàng im lặng đến trước mặt Ngô Hán Siêu rồi thấp giọng nói: "Ngươi, ngươi phải tự mình cẩn thận một chút, phải vào trong... Ngô Hán Siêu nhìn ánh mắt quan tâm của nàng, bỗng nhiên mỉm cười, y như tới lần đầu tiên hai người bình định dạt qua, vì đánh bại Đông Hoa Lộc chiếm núi, ngoan cố chống cự, y đang leo lên vách núi ở phía sau, Tống Tiểu Ái cũng có ánh mắt ân cần như vậy, thế nhưng giờ đây trong đáy mắt của nàng lại chất chứa tình cảm sâu, tựa như biển cả mà khi đó không có ở cô Nàng vẫn là nàng Mà không nàng cũng không phải là nàng nữa Nàng đã trưởng thành Y vẫn còn nhớ rõ Tống tiểu ái đánh đá Chỉ bảo mình giống như nô lệ của nàng Không nói lý lẽ Lệnh cho binh sĩ lang binh Tiến công lên núi Liều chết bảo vệ an toàn cho Y Còn lần này cho dù nguy hiểm hơn nhiều Nàng càng lo lắng hơn Thế nhưng không truyền đạt mệnh lệnh như vậy nữa Nàng đã biết dùng lý trí Để khắc chế cảm xúc của mình Hiểu được thế nào là tôn trọng người khác hiểu được đạo làm tướng. Ngô Hán Siêu gật đầu, rồi yên lặng xoay người, y vung tên lên, dẫn theo hơn 300 dũng sĩ xuất phát. Tống Tiểu Ái nhìn theo bóng dáng bọn họ biến mất trong khe núi, lúc này nàng mới xoay người, xuất lĩnh các tướng trở về trong xoáy trướng. Nàng nghiêm túc quay sang nói với chúng tướng lĩnh các bộ. Chư vị tướng quân, Lăng Tiêu Thành có chiếm được hay không thì phải xem hôm nay rồi. Cận thủ bí phụ trách đánh nghi minh ở sau núi nhưng thấy chức trái bốc khói thì phải lập tức tạo thành thanh thế lớn kéo sự chú ý của người man giảm bớt đi áp lực của đội bạn ở chức trái các người lập tức xuất phát đi cận thủ bị chắp tay nói mặt tướng xin tuân lãnh rồi y cũng lập tức dẫn theo nhân mã của mình chọn đường chạy tới đoạn cổ nhan còn bộ phận của lâm tham tướng thì phụ trách chuẩn bị dụng cụ công thành như là dây thừng móc câu thang trèo thang gỗ khi bổn quan dẫn binh sĩ lên trên núi gấp rút tiếp viện thì ngươi phải lập tức hành động ngay mau chóng lên trên núi việc cấp thiết nhất của ngươi chính là thời gian kìa tới càng nhanh càng tốt đừng cho kẻ địch có cơ hội nghỉ ngơi mặt tướng tuân lệnh lâm tham tướng cũng lĩnh mạnh lui ra tống tiểu ái chỉ huy quả quyết rất cô uy đại tướng nàng lại nghiêm nghị phân phó trần phó tướng tống đại nhân cửa bỗng kêu ra một tiếng cắt ngang mệnh lệnh của tống tiểu ái nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa chỉ thấy một vị quan dâu dài quá bụng mắt hồ mày rậm Tùy lão vận bào phục quan văn Xong uy phong sát khí còn mạnh hơn vài phần so với các võ tướng ở trong trướng à nhạc phụ tương lai đến rồi tống tiểu ái giật mình hàng lông mày nhướng lên về mặt tươi cười ngọt ngào khéo léo nói à, ngũ đại nhân ngài chuyển lương thảo đến rồi sao ừ, chuyển lương thảo đến rồi ngũ văn định hậm hực vào xoáy trướng đứng chống mạnh không thèm thi lễ vẻ mặt tức giận cực kỳ thế nhưng tống tiểu ái lại vui mừng ở trong lòng mấy lần ngũ văn định chuyển lưng thảo tới đây ngô ăn siêu đều sợ hãi trốn tránh còn ông ấy chuyển lưng thảo xong liền rời khỏi căn bản không hề tiếp xúc với nàng hiếm khi ông ấy chiều vào trong trướng nói chuyện với nàng như hôm nay tống tiểu ái vội nói bổn quan đang thảo luận quân tình đại sứ ngũ đại nhân có chuyện quan trọng cần thương lượng hay sao sao quân tình đại sứ Ngô Văn Định càng nghe càng giận, lên tiếng nói: Hạ quan đang muốn hỏi đại nhân xem lệnh bàn quân cơ đại sự tới khi nào. Hạ quan còn phải chuyển lưng tháo xuống chân núi lăng tiêu vài lần nữa kìa. Tống Tiểu Ái mở to mắt ngạc nhiên hỏi: Ngô đại nhân, ngài có ý gì vậy? Ý gì sao? Ngô Văn Định tức giận nói: Tiến độ tiêu diệt phỉ tặc của quan quân các nơi cực kỳ nhanh chóng, thế nhưng còn ở đây thì sao đây? Nghị sự thì suốt ngày đánh thì nghi binh đến nay vẫn chưa đánh được trận nào đang hoang cá lãng phí không ít lương Tháo Các người nghĩ vận chuyển lương thảo đến đây dễ lắm hay sao? Lính quân nhu của ta chuyển lương mấy lần đều bệnh hết cả đám rồi, trượt chân rơi xuống vách đá hết bảy người. Vậy mà các ngươi vẫn đang thương nghị hay sao? Lão ngũ vốn xem thường nữ nhân cầm binh, tính ông ăn nay nói thẳng, không ở trong quân của Tống Tiểu Ái nên không hiểu toàn bộ kế hoạch, cho nên đương nhiên cho rằng Tống Tiểu Ái yếu đuối, sợ đánh, đi một chuyến chuyển lương đến đây trong lòng ông lại tích tụ thêm một phần oán khí. Vì đường núi hư hỏng nên lần chuyển lương này tổn thất rất lớn, còn có bốn người bị ngã chết. Không ngờ vừa mới chuyển lương vào trong doanh đã nhìn thấy một đội quân binh ra doanh sau khi hỏi han mới biết Cần thủ bị đã lãnh binh đến lăng tiêu thành đánh nghi binh. Lần này thì lão ngũ đã tức giận thật còn đánh nghi binh nữa hay sao? Phải đánh đến khi nào mới được đây? Do đó lão ngũ xông vào xoáy trướng khiển trách dung xoáy Tống Tiểu Ái vội vàng giải thích Ngũ Đại Nhân ngài có điều không biết rồi Người tuy là chủ soái Đừng quên trong bảy điều quân pháp của khâm sai Đại Nhân Có nói ai sợ địch chạy trốn sẽ chám Bổn quan trở về tự châu Sẽ bẩm báo tình hình nơi này với khâm sai Cả đám các người sợ đánh giặc Làm hỏng thời cơ chiến đấu Ngồi xem ngày man hoành hành Hào phí quân lương làm gì có cái lý này Tống Tiểu Ái há hốc mồm không chen vào được trong lòng cũng từ từ bốc hỏa nàng chưa kịp nổi cơn trung quân quan đã tức giận chia quân đội này chỉ là tạm thời tập trung chưa tướng dưới trướng lại thuộc các bộ phận khác nhau trung quân quan cũng là tạm thời phải phái tới y không biết ông lão dận dâu chuyển lưng này là ai thấy ông ta la lối trách cứ chủ xoáy và các vị tướng lĩnh trong say trướng trung quan quân lập tức ra mặt y chỉ vào mũi của ngũ văn định quát lên Hừm. ông đang nói đến quân pháp sao Vậy ông có biết 17 luật cấm 54 điều chạm không Ai nhiều lời oán hận Nổi giận với chủ tướng vô cớ Chám Ai tụ tập bàn luận Lén vào trong chướng Chám Ai thăm dò địch không kỹ Làm loạn quân tâm Chám Quan quân chuyển lương to gan Làm loạn quân ngũ Chỉ trích thượng quan Phạm nhiều điều luật Người đâu Áp giải lão ra ngoài Chám Quan binh đứng ra hai bên Đã sớm mất kiên nhẫn Họ tiến lên không chế hai tay của ngũ văn định Rồi lôi ra ngoài này, này Tống Tiểu Ái giơ tay hô lên một tiếng Rồi nhìn hai bên, không ai lên tiếng Nàng trừng to mắt, sau đó lại trợn lên Trời á, cả cái đám ngu ngốc này Tại sao không có ai hô Đao hạ lưu nhân vậy Đao hạ lưu nhân, đao hạ lưu nhân Khoan, hãy khoan đồng thủ Bỗng một tiếng hô bất chợt Truyền ra từ trong xoáy trướng Và người lên tiếng chính là chủ xoáy hoa quân Tống Tiểu Ái, Tống Đại Nhân Tại sao tống tiểu ái lại có thể hồ đồ kêu người chém ngũ văn định đây? Tiểu ngũ trở về không liều mạng với nàng ta mới là lạ. Nàng vừa dứt lời, trung quan quân lập tức hùng hồn nói. Tống đại nhân, quan đốc lương tự ý vượt chức, xông vào xoáy trướng, chỉ trích thượng quan. y đã phạm 354 điều của luật cấm thứ 17. Tội không thể tha được. Hôm nay đại nhân không nghiêm trị người này. Trên làm dưới theo, về sau làm thế nào? Dùng quân luật ra lệnh cho ba quân được đấy. Hả? Người này quả thực. Thuộc quân luật đúng là đáng ghét mà Tống Tiểu Ái nuốt nước miếng nhanh trí nói Trước trận chém tướng là điều tối kỵ của binh gia Chúng ta sắp xuất trinh rồi Việc này người đâu Tạm thời bắt giữ y lại Đợi bổn quan trở về sẽ xử trí sau Tống Tiểu Ái nghe Trung Quân Quân nói xong Ngay trước mặt các tướng Mà cũng không tiện phóng thích Ngô Văn Định ngay lập tức được Đành phải kiên quyết nói như vậy Lúc này ở trên núi Lăng Tiêu Ngô Hán Siêu dẫn hơn 300 người giả trang thành nam nữ già trẻ, kẻ thì đeo vác túi sách, kẻ thì khiêng đòn gánh và hoảng sợ men theo đường 48 mà chạy về phía núi. Người man di đô trưởng ở trên núi đã sớm có thám tử trông thấy từ một nơi bí mật gần đấy, lập tức báo động lên trên núi. Mấy ngày nay, khi có người trong tộc trốn lên trên núi, thế công của quân Minh lại cực kỳ yếu đuối. Man di trên núi từ lâu đã lơi lòng cảnh giác. Vừa nghe chỉ có hơn 300 người lên trên núi thủ lĩnh giữ chốt vẫn hồn nhiên không thèm để ý thám tử ném đá quát hỏi vài câu từ trên chỗ núi cao trong quân của ngô hán siêu liền có người trả lời bằng tiếng man thám tử cũng không nghi ngờ nhiều nữa đoàn người cứ như vậy mà vượt qua tai mắt của cảnh vệ man di ngay ngang lên trên núi khi tới chốt kiểm soát thứ nhất của lăng tiêu thành ngô hán siêu âm thầm quan sát thấy vách tường hai bên sắc nhọn như dao phía trước lại có thanh chắn ngang thành cao vách tường dày không hề có một ngọn cỏ trong lòng không khỏi hoang mang trên đầu thành có một tấm biển đá, bên trên có hai chữ lăng tiêu như dòng bay phượng múa, chữ viết loang lổ. Phía dưới không hề có câu đề. Hẳn đây là bút tích của đại tướng Dây Thành Triều Tống, chỉ có điều không biết là bút tích của ai. Trên đầu thành, vài man tướng đang ngủ uống rượu ăn thịt trên lô châu mai dựng đứng như gương của từng thành. Từ dưới nhìn lên trên đầu tường cao mấy trượng, những kẻ này để chân trần, ngực bụng đều đề hở, lộ ra da thịt, phơi nắng, đen đúa, tướng mạo và da của ngũ hán siêu không giống với man di nên không dám nhìn lên cũng chẳng dám nhìn nhiều bèn khẩn trương cúi đầu xuống kéo nón trúc xuống thật thấp trên đầu lắng thoáng có tiếng người lập tức có người cao giọng quát hỏi dưới thành người trước đó đã an bài sẵn lên tiếng dùng tiếng man trả lời giả xưng là lạn dân chạy từ quát nhĩ chạy chỉ vì các dân chạy nhỏ gần đấy đều đã bị quan binh công phá cho nên mới trèo đèo lội suối chạy đến đây nhờ cậy a áp đại nhân Quát Nhĩ Trại ở huyện Lân Cận, tuy không xa lắm, thế nhưng đi đường núi cực kỳ chật vật. Người Man Ji Đô trưởng xưa nay không có lại nhiều với nơi đấy. Ngô Hán Siêu cố ý nói ra xa một chút. Thứ nhất là vì phần lớn người Man di Đô trưởng đã trốn lên trên núi, hơn nữa lại sợ nếu như giả vờ thôn trại gần đấy, chỉ e gặp phải dân chúng trong trại, một khi bị hỏi mà tên họ không khớp sẽ để lộ ra sơ hở. Mà cho dù nói là khá xa, Ngô Hán Siêu trước đó vẫn phái người đến Quát Nhĩ Trại thăm dò từng gốc cây ngọn cỏ, tình hình nhân khẩu để tránh bị lộ dấu vết khiến cho người khác nghi ngờ. Người trên núi nghe nói là người huyện lân cận có vẻ không muốn tiếp nhận, xì si sao xì si sao cả nửa buổi vẫn không thấy kẻ nào xuống. Ngô Hán Siêu nhỏ giọng căn dặn vài câu với người kế bên. Một số lang binh giả trang người già tỏ vẻ sức lực cạn kiệt, bèn tháo túi sách xuống, tự nhiên ngồi xuống dưới thành. Ai nấy đều làm theo, hoặc nằm hoặc ngồi, có người cố ý đặt túi lung tung để lộ ra những thứ làm bằng vàng bạc tỏa sáng lấp lánh ở dưới ánh mặt trời. Những lang binh này đi chân trần đã quen, chân ai cũng để vết chai, dù là gạch vụn hay trên đá cũng có thể chạy như bay được. Các quân binh cũng không có bản lĩnh này, tướng mạo làn da của họ lại tương tự với man di, lại cố ý lớn tiếng kể khổ nói chuyện với nhau, đừng nói là trên cổng thành, ngay cả dưới thành cũng không nhìn ra chút sở hở nào cả. Các lang binh đóng giả thành nữ nhân đều là người trẻ tuổi, có dung mạo thanh tú, dáng người khá gầy Đàn ông dân tộc Choang từ nhỏ đã hát dân ca Ai ai cũng luyện của họng rất khỏe Giọng có thể lên cực cao Lúc này cô ý nhăn nhó Dùng giọng nữ nói chuyện Hoặc khóc hô hô Ngô Hán Siêu nghe thấy như gào khóc thảm thiết Cực kỳ khó nghe Tuy nhiên trên đầu thành lại nghe như giọng oanh yến Thoải mái dễ chịu Man tướng trên thành uống rượu Lại thấy vàng bạc và nữ nhân Nên nhất thời động lòng Chỉ thấy một người đàn ông khôi ngô nhìn xuống dưới thành Đột nhiên quẳng xuống một khúc xương lớn Đồng thời lớn tiếng nói hai câu một lang binh sắc mặt nhem nhuốc đầu bù tóc rối vội chạy tới nhặt lên cúi đầu khom lưng cảm ơn người ở đầu thành y cũng không ngại bẩn mà cầm xương lên cặm người đàn ông ở đầu thành cười sẵn sảng cao giọng mà hỏi người dẫn đầu các ngươi hiện tại thế nào quát nhĩ chạy chủ không phải tộc nhân họ a điều này cũng có trách man di lăng tiêu thành không thân thiết như vậy có điều họ hẳn là quen biết lẫn nhau có lang binh lớn tiếng hồi báo đều bị quân binh giết rồi người của chúng tôi đều bị đánh tan tác cả chúng tôi dẫn theo người nhà lánh nạn ba ngày ở trong núi để tránh quân binh lùng bắt kìa vì vậy mới tới nương tựa á áp đại nhân đây áp đại nhân là đại anh hùng man di đô trưởng chúng ta chỉ có y mới có thể che chở chúng ta được thôi người đàn ông ở tường thành cười ha hả gã quay đầu phân phó vài câu rồi biến mất trên đầu thành sau một lúc lâu cửa thành to lớn rồi mà mở ra có người ở bên trong hô lên thủ lĩnh cho phép các ngươi vào trái lùi ra lùi ra sau đi nữ nhân và người già đi vào trước chuẩn bị sẵn lấy vật thiếu kính à áp thủ lĩnh đi ngô hán siêu mừng thầm như điên y chắp tay sau lưng lặng lẽ đưa tay ra hiệu cửa thành rồi cửa thành chỉ mở có một bên đủ rộng cho một người đi qua ngô hán siêu phi thân tới lăng không một cước giẫm mạnh lên trên cửa thành nặng trịch chỉ nghe ra một tiếng thật lớn phía sau cửa truyền đến tiếng hét thảm cửa thành mở chưa đến chiều rộng hai người liền bật trở lại ngô Hán siêu kinh ngạc lập tức giơ cao kiếm lách mình chui vào trong khe cửa sau khi vào ngô hán siêu nhìn lướt thật nhanh không khỏi chỉ thầm một tiếng gian xảo hóa ra cửa thành này không chỉ cải thêm then phía sau cửa còn có đá cửa thành chắc chắn như vậy đừng nói là quân minh không có cơ hội khiêng cây phá cửa lên núi mà cho dù có thể khiêng lên đường núi đá dốc đứng trước cửa thành cũng khiến người ta khổ và phá cửa bên trong bố trí như vậy đúng là tường đồng vách sắt không có kẽ hở nếu như ngô hán siêu không cơ trí thấy cơ hội lập tức vào cửa man di chỉ cần nó đầu ra nhìn thấy người già phụ nữ khác thường cây đá đè cửa vừa định nâng lên lại hạ xuống thì đừng mơ tưởng mà có cơ hội phá được cửa nữa ngô hán siêu dồn sức thật mạnh ở gần cửa tung một cước người đàn ông nâng cây đá ở phía sau cánh cửa vừa mới nâng đòn đá lên khỏi cửa liền bị y đá ngã về phía sau đâm sầm vào từng cửa đá nâng cắm sâu hoắm từ ngực gã trở lên máu tươi điên cuồng phun ra từ mũi xương quay xanh và xương cằm hoàn toàn bị đá đập vỡ đầu còn lại của cây nâng đá cắm dưới chân cửa thành do đó cửa thành mới không bị mở rộng ra ngô hán siêu hơi kiếm uốn lượn như rồng thân hình nhanh nhẹn bóng lướt như chớp ánh kiếm như điện nhanh chóng kết liễu tính mạng của ba tên man di xung phong lên trước nhất đám man di vừa sực tỉnh liền giống lên lao đến một lang binh vừa chui vào cửa né không kịp bị man di đô trưởng dùng thương trúc đâm xuyên qua tim ngô hắn siêu hơ kiếm uốn lượn như rồng thân hình nhanh nhẹn bóng lướt như chớp anh kiếm như điện nhanh chóng kết liễu tính mạng của ba tên man xung phong lên trước nhất đá man di vừa sực tỉnh liền giống lên lao đến một lăng binh vừa chui vào cửa né tránh không kịp bị man di đô trưởng dùng thương trúc đâm xuyên qua tim ngô hắn siêu hét lớn một tiếng kiếm quang vung lên chặt đứt thương trúc rồi cúi thấp người chạy về phía trước y quét kiếm dưới chân khiến cho năm tên sắp lao đến ngã lăn ra đất trong đó có hai tên bị y chặt đứt mắt cá chân ôm đầu gối không ngừng mà rên la ngô hán siêu cũng không có dừng lại lập tức bật người về phía sau đang ngã cây nâng đá kế đó mắt lấy cái xác man di đã hỏng một lỗ ở ngực quăng thi thể gã man di này đến chỗ gã man di đang lảo đảo như muốn ngã kia để cản trở thế công của hắn đồng thời một tay không chế cửa thành hắn hét lớn một tiếng mở Cửa lớn làm từ đồng và gỗ, nặng hơn ngàn cân bị y một tay đẩy ra. Sau đấy, ngũ ăn siêu phất tay áo. Hơn 10 chiếc kim tiễn tiêu theo cái phất tay ào ào phóng tới. Y lập tức rút kiếm rơi lên, tựa như một con rơi bay lên trên trời, nhào vào đám người cực kỳ hỗn loạn. Ở phía sau cửa thành đã mở rộng ra. Nhóm lăng binh ra hò xông vào cùng chấm giết với lính man di ở cửa thành. Mau, phải tốc chiến tốc thắng. Đây chính là mệnh lệnh sống còn của ngũ hán siêu nhóm lăng binh kính trọng anh hùng khi vị anh hùng này còn là chuẩn cô gia của thủ lĩnh bọn họ kính trọng sẽ liền biến thành kính yêu bọn họ chẳng những muốn cướp cửa thành hơn nữa còn muốn thể sống thể chết bảo hộ an toàn cho ngô hán siêu mọi người ai cũng đều tranh lên trước họ không sử dụng binh khí thường dùng cũng không phải uy đương trận là tổ hình bảy người cùng công thủ am hiểu nhất kia thế nhưng họ vẫn là lăng binh dung mạnh nhất man di cũng biết quan hải thất thủ có ý nghĩa gì cả đám đều bán mạng mà lao lên một nhân lúc dưới cửa thành chật hẹp quan binh không tiện triển khai để áp chế bọn họ mà đuổi thẳng họ ra ngoài nhưng ai có thể đối phó được với thanh phong kiếm trong tay ngô hán siêu đây huống chi tay y còn không ngừng phóng kim tiến vàng như mưa lên nhóm lang binh mặc dù dùng binh khí ngắn thế nhưng bọn họ đã trang bị tên nỏ giá trị 10 lạng bạc trắng hai cánh tay đều có một ống tên nỏ bọn họ không chút đau lòng mà bắn nhanh thân xác máu thịt ở khoảng cách gần như vậy căn bản là không cách nào mà ngăn cản được nhóm long binh đạp lên từ thi thể phơi đầy trên mặt đất mà xông qua quan ải chốt kiểm soát thứ nhất nhất thời lâm vào hỗn chiến toàn diện khi khói báo động bốc lên trên đầu của lăng tiêu thành man di ở nội quan đã nhận được tin quan binh dùng kế phá ải bọn họ đều thất kinh đang tổ chức nhân bã chuẩn bị đoạt lại quan hải này trước khi đại đội quân binh đuổi tới cận thủ bị trước đó đã chạy tới đoạn cổ nhai sau núi cũng nhìn thấy khó lửa lập tức chỉ huy sĩ tốt bắt đầu tấn công đoạn cổ nhai khe thung lũng rộng bảy thước sâu không thấy đáy vừa thấy quân binh lao ra từ nơi bí mật man di lập tức kéo cầu treo lên quân binh đã sớm chặt mấy chục cây cao lớn ở trong rừng cho người hò hét khiêng cây nhằm phía mõm đá quan binh phía sau liên tiếp bắn tên áp chế man di yểm hộ cho bọn họ khiêng thân cây dài hơn 10 thước đặt nằm ngang ở trên mõm đá nơi này quá hiểm yếu người đi trên cầu treo luôn nấm nấp lo sợ những khúc cây rời rạc này không được buộc vào nhau căn bản không có ai dám tiến lên cả. Nhưng dáng vẻ quân minh biểu hiện rất thật, còn có người cầm dây thừng ván gỗ ra vẻ muốn buộc lại cổ treo. Lần này Man Di -Gi giữ núi cũng thật nóng vội, lập tức châm lửa phóng tín hiệu khẩn cấp cầu cứu cầu viện ở trong thành. Quân đội Man Di vừa mới tụ tập lại bên trong thành đang nhốn nháo muốn sống tới cổng thành, chợt thấy sau núi có lửa cháy nên không khỏi kinh hoàng. Đại quân lập tức chia binh thành hai lộ, một lộ vội vàng chạy tới sau núi tiếp viện, còn một lộ khác lại xông ra phía trước núi các dân trại man di đôi trưởng vừa mới góp sức đã lĩnh giáo sự lợi hại của quân Minh hình thức thống trị dày dặn của man di đôi trưởng lại không thể quản thúc bọn họ tốt cho lắm lúc này lập tức phát sinh hiệu quả ngược rất mạnh mẽ kinh hoàng khóc la chửi bậy chạy trốn đầu đầu cũng là hỗn loạn lập tức gây ảnh hưởng tới sĩ si khí binh sĩ ở lão trại lăng tiêu thành chưa từng chiến đấu với quân Minh hiệu quả lan truyền khắp nơi sự kinh hoàng của người già phụ nữ và trẻ em lại càng làm cho thủ lĩnh man tộc cực kỳ căm hận. Một thủ lĩnh man di hung hãn liên tiếp chém sáu bảy kẻ nhát gan sợ hãi kêu lên rằng quân minh lên núi mau chạy thoát thân, cho nên mới tạm thời khống chế được cục diện. Binh sĩ có thể chiến đấu trong lăng tiêu thành chỉ có khoảng ba ngàn người, qua nải thứ nhất bố trí hơn bốn trăm người. Nhờ nơi này hiểm yếu, cùng với phương thức chiến tranh hoàn toàn là dùng vũ khí lạnh là chính, bốn trăm người này cũng đủ để ứng phó với bốn vạn đại quân đang tiến công cho dù là một con cá sấu có răng nanh sắc nhọn bị người chui vào trong bụng thì cũng không có đất dụng võ. Huống chi hơn 300 binh sĩ của Ngô Siêu đều là chiến sĩ tinh anh thiện chiến. Một đội man di vung thương trúc trưởng mâu lao từ trên từng thành xuống. Hơn 10 chiến sĩ lang binh lập tức tiếp đón cách xa ba trượng thương mâu trùng điệp vừa mới dơ lên. Chiến sĩ lang quân đều đồng loạt dơ hai tay thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Bỗng từng đợt lạch cạch lạch cạch vang lên theo âm thanh cơ quan đêm tai từng hàng tên nhỏ được bắn ra, man di vừa mới tụ tập lập tức bị tên bắn loạn xạ, cả đám đều đồng loạt ngã xuống như ngả dạ vậy. đám man di còn lại không biết quân Minh ăn mặc giống họ còn giấu trò gì ở trong ống tay áo, chúng kinh sợ muốn tránh sang một bên. các lang binh liền thừa dịp quấy rối, giơ dao kiếm lên xông vào trong chỗ hở của thương trận. gặp nơi chật hẹp kẻ dũng thắng, khoảnh khắc đánh trực diện kẻ có chuẩn bị giết kẻ không chuẩn bị. một thoáng hàn quang lóe lên trong thương trận xuất hiện một thảm máu tươi giống to một tiếng một đại hán chân trần hở bụng tay nâng kiểu hoàn đại đao từ đầu thành nhảy xuống vung đao như lụa lang binh cúi đầu muốn nhặt thương trúc quen dùng lên không kịp chuẩn bị hai đầu người liền bay lên phun đầy máu tươi binh sĩ lang binh xung quanh giống giận lao đến thế nhưng đơn đao gọn nhẹ vừa chạm phải kiểu hoàn đại đao nặng nề liền phát ra tiếng ma sát giận người ba thanh đơn đao chẳng những bị chặt đứt tại chỗ còn có một lang binh rút tay không kịp nên bị chém đứt nửa cánh tay la thảm rồi lùi lại man di này vô cùng mạnh cực kỳ hung mãnh tay vung đại đao quét ngang lại hùng hổ bổ tới không ai địch lại nổi liên tiếp giết chết hơn 10 lang binh dưới sự dẫn dắt của gã quân man lại liều mạng xông lên đang lúc khẩn cấp này một bóng người linh hoạt phi tới tên đại hán cầm đao đang vung chém về phía một gã lang binh vừa bị gãy thương trúc nhát kiếm kia tựa chớp chạm vào lưỡi đao của gã bắn ra tia lửa đại đao bị chạch đi lang binh kia thoát chết trong ngăn tấc sắc mặt tái nhợt lui lại mấy bước được chiến hữu đỡ lấy ngô hán siêu phi thân hạ xuống khinh miệt cười khẩy nói với tên man hán kia sức cũng mạnh đấy thế nhưng cũng chỉ đứng ở mức mạnh mà thôi man di thấy y tay cầm khinh kiếm hét lớn một tiếng vung đao chém ngô hán siêu thân pháp nhẹ nhàng vận kiếm như bay ánh đao trong tiếng gió rít ung dung chấn định đám người đứng ngoài xem chỉ thấy bóng đao lập lòe của tên man di đấy Thế nhưng lần giao thủ này ngược lại khiến cho tên Manji bị buộc lui về phía sau từng bước một. Mũi kiếm không ngừng múa may kỳ diệu như thần, khi thì ở cổ họng, khi thì trên vai, có lúc giật qua khóe mắt của gã khiến cho gã hoa cả mắt lên, chỉ có thể điên cuồng vung đại đao lên. Hai người gần như chưa từng va chạm binh khí, ngoại trừ đao phong giết gió, thỉnh thoảng chỉ nghe được vài tiếng lăng cang rất êm tai. Tên Manji nhanh tay vung đại đao, thối lui gấp hơn, đột nhiên gã cảm thấy gót chân căng cứng, phía sau chính là thềm đá. Tên Manji khựng lại một chút, chỉ trong khoảnh khắc này thôi, mũi kiếm sắc bén đã chĩa đến cổ họng của gã, cắm vào một nửa, máu tươi đầm đìa. Tên Manji đại hán tức thì cứng đờ tại chỗ. Tên này là thủ lĩnh, mau chói y lại mau. Ngô Hán Siêu chú ý tới khuyên vàng bên tay trái, vòng bạc ở trên cổ còn có một trống đồng nhỏ ở bên hông của gã, liền hạ lệnh cho lăng binh dí trướng. Đại hán Manji bị bắt, ý chí của toàn bộ những người đang chống cự ở quan hải sụp đổ nhanh chóng như làn sóng xung kích vậy có kẻ vừa hô to à áp thủ lĩnh bị quân binh bắt rồi hắn vừa hô vừa vứt lại đau thương xoay người bỏ chạy binh sĩ hiểu tiếng man nghe xong cảm thấy khắc thường vội vàng báo cáo với Ngu Han siêu y lấy làm kinh hãi tức tốc dẫn theo hai tù binh xác nhận vì vậy mới biết mình đã nhặt được một món cực hời chạy chủ thành chủ a à áp lăng tiêu thành chính là đại hán Manji bị bắt giữ này. Hôm nay gã chạy đến quan này cùng uống rượu với các tướng phòng thủ phòng giữ ở đây, không ngờ lại tình cờ bị Ngô Hán Siêu bắt sống. A Áp bị bắt, quan hải thứ nhất của Lăng Tiêu Thành nhanh chóng thay chủ, Manji bị giết hơn 200 người, những kẻ còn lại nhanh chóng chạy đến quan hải thứ hai, sau đấy đóng chặt cửa chính. Manji ngu xuẩn đúng ý của Ngô Hán Siêu, đám Manji nhất gan ở trong dùng cây chống cửa Ngô Hán Siêu sai người chất đá chặn cửa bên ngoài, song phương đồng tâm hiệp lực chặn cửa cực kỳ nghiêm ngặt. Đợi đến khi quân man trong sân trại trùng trùng điệp điệp bị giết đến quan khẩu, thấy tình cảnh này lên trừ đồng lên, lập tức gọi người chạy tới mau mau mở cửa thành. Thế nhưng lúc này bên ngoài đá đã chất cao bằng một người, sắt cửa lại chèn củi khô, gỗ khô và cỏ khô. Bên này thành vừa mở ra, bên ngoài lập tức châm lửa, lại có người phóng tên sau màn lửa, nhất thời bọn chúng đừng mơ tưởng mà xông ra ngoài thành hiện tại tình thế đã đảo ngược biến thành quan binh thủ quan man di công thành ngô hán siêu nhanh chóng chỉnh đốn các lăng binh còn lại cứu chữa người bị thương lúc này còn hơn hai trăm người y An bài một trăm năm mươi người giữ hải ngăn địch số còn lại cứu kẻ bị thương băng bó thuốc thang vận chuyển thi thể chiến hữu đã chết của mình ngô hán siêu đi lên đầu thành ngóng xuống chân núi chỉ thấy quan binh đại binh nhận được tin tức đang nối đuôi nhau vòng qua đường núi chạy đến trong lòng đã định quan này này xem như đã chiếm được rồi y đi đến trước mặt a áp bị trói lạnh lùng nước mắt đánh giá gã rồi nói người chính là a áp sao đại quân triều đình đang lên núi để tránh sinh linh làm than tạo nhiều sát nghiệp hiện tại bổn quan cho ngươi một cơ hội cuối cùng lập tức hạ lệnh những kẻ ngoan cố chống cự trong thành hãy đầu hàng đi bổn quan quyết sẽ không bắt giết đâu a áp trợn tròn đôi mắt nghe giải thích xong chỉ ngửa mặt lên trời mà cười lớn các ngươi mơ đi tuy ta đã bị bắt nhưng em ta là a anh vẫn còn ở trong thành vẫn có thể đánh với các ngươi kìa a à đại đã phân phó rồi dù người có chết sách cũng không thể từ bỏ lăng tiêu thành này ta muốn xem xem quân binh các ngươi muốn dùng bao nhiêu mạng người để chiếm thành địch đấy <laughs> ngô han siêu trông thấy tống tiểu ái sách đao xông vào trước nhất dẫn theo quân binh sắp tới cửa thành y lắc đầu rồi xoay người miệng lẩm bẩm giờ công thủ đã đổi thế Chỗ dựa đã mất rồi Vẫn không tự giác được Cái đồ ngu dốt Tự gây nghiệt Không đáng sống A à áp chừng to mắt Hung tận hỏi Chó quan chết tiết Người nói cái gì Ê y nói gì vậy Tên lăng binh phụ trách phiên dịch Thế đại nhân của mình đã đi Cũng lời nói nhiều với gã Ben thẳng thừng mà nói Đại nhân nói Người rất ngu Người tự tìm đường chết rồi Người chết chắc rồi A à áp giận dữ Nhổ nước miếng đầy mặt của y lăng binh giận dữ tiến lên tắt cho gã một trận đến khi tay đau rát mới thôi rồi lại nhìn a áp giờ đã như đầu heo vắt vẻo ở trên vai thầy ngô Hán siêu xuất hiện ở cửa thành tảng đá đè nặng ở trong lòng của tống tiểu ái mới bỏ xuống nàng chạy đến mồ hôi đầy đầu thân thể mệt nhoài lúc này thấy ngô Hán siêu nên tâm tình cũng thoải mái hơn hai chân mềm nhũn mũi chân vấp phải thềm đá nàng hoảng sợ hét lên một tiếng ngã chúi đầu về phía trước ngô Hán siêu thấy thế hối hả lao lên đỡ nấy nàng dựa vào cánh tay của mình tống tiểu ái chạy đến tim đập thình thịch mồ hôi đậm áo cặp đùi thon dài đầy đặn đè lên bụng của ngũ an siêu y nhận thấy cặp đùi đó nóng hổi cơ thể còn run run không thể khống chế rõ ràng đó là triệu chứng kiệt sức tiểu ái lo lắng an nguy của y nên đã dốc hết toàn lực bằng không một nữ nhân như nàng dù khỏe đến đâu đi chăng nữa làm sao có thể xông pha trước nhất toàn quân được đây trong lòng của ngũ an siêu rất cảm động hai mắt y đỏ lên siết chặt lên thân thể mềm mại của tống tiểu ái rồi dịu dàng nói tiểu ái nàng bắp đùi của nàng thật rắn chắc đã chỉ một câu nói đã thiêu đỏ bừng sắc mặt của tống tiểu ái nàng giơ nắm đấm muốn đánh thế nhưng chạm vào ngực của ngũ hán siêu lại trở thành trượt xuống nhẹ nhàng ngũ hán siêu tuy nói đùa thế nhưng cảm động và tình yêu nơi đáy mắt nào có thể lừa gạt được ai đây yêu không nhất định là phải nói ra bọn họ thích cái cách cãi nhau ở mỹ trêu đùa vui vẻ để mà diễn tả niềm vui vô hạn ở trong lòng mình hơn. Quân Minh tiếp viện đến khiến cho con hải thứ nhất biến thành tường đồng vách sắt vốn muốn sai người dùng đất dập lửa A à, Anh đang xấp ruột muốn xông ra con hải thứ hai thế thế lập tức hạ lệnh phong tỏa cửa thành một lần nữa dùng cây chống cửa công thủ đổi thế lúc này đều lại là quân Minh ngoài thành dùng đất dập lửa dọn đá nâng ra dọn sạch trứng nghệ vật trên đường chuẩn bị công thành cùng tiến thủ không ngừng xông vào lợi dụng ưu thế số người phóng tên như mưa gắt gao áp chế man di yểm hộ binh lính dưới cửa thành hoạt động binh khí của man di lạc hậu không thể ngăn cản chúng tập trung nhân mã không ngừng chất đồ chặn cửa tống tiểu ái hiểu đại khái tình hình gọi người đem a áp bị cho đến trước cửa thành a áp không ngừng chỉ động binh sĩ hiểu nghĩa lại vờ như câm điếc không thèm phiên dịch xem ra nhất định là những lời thô tục khó mà thốt ra được a áp không chịu kêu hàng còn a anh thì ở trong tử thủ không chịu mở cửa thành cũng không lên đầu thành trả lời cứ rằng co qua lại như vậy cuối cùng lâm tham tướng cũng dẫn nhân mã mang theo dây thừng có móc cây phá và thang treo cùng khí giới công thành chạy đến đây tống tiểu ái vừa thấy lính công thành tới mày liễu nhớ lên nàng nói chém cá đi tế cờ công thành những lang binh phần lớn đều thân thiết khi nãy a áp giết lang binh nhiều nhất nên họ hận gã đến tận xương cốt Tống Tiểu Ái vừa đến, trong số bọn họ có người liền vội vàng báo cáo. Trong những người bị giết còn có một biểu huynh là bà con xa của Tống Tiểu Ái. Tống Tiểu Ái trước lúc đó rất căm hận gã này, lại thấy tên thủ lĩnh man tộc này mặt mũi thật đáng ghét, miệng thì đầy lời thô tục, trong lòng đã không còn kiên nhẫn. Lúc này khi thấy viện binh tới, nàng liền sai người chém đầu heo của gã. Lăng binh bên cạnh vừa nghe thủ lĩnh hạ lệnh, một người lập tức kích động xông về phía trước giơ tay chém. Cạch một tiếng, đầu người bay lên, nhìn thủ pháp nhanh gọn dứt khoát đấy vị huynh đệ này tám chín phần là xuất thân từ nhóm ba người chém đất ngô hán siêu thở ơ quan sát không hề ngăn cản a à áp cậy vào tâm lý triều đình không muốn tạo thành phản loạn luôn luôn mãi nhường nhịn do đấy không kiêng nể gì mà cướp bóc làng xã cưỡng bức nữ nhân khiến cho hầu hết dân chúng đều phải dọn đi nhung huyện giờ đây tiêu điều như vậy có thể nói tất cả đều do một tay tên này ban tặng đúng là chết vẫn chưa hết tội lập tức có lang binh dùng sức cầm đầu người lên đông đưa vài vòng rồi ném lên thành trên thành thấy thi thể của thủ lĩnh chúng lập tức kêu la khóc chửi ném cây cối cùng gạch đá xuống giết thành quân minh đã công thành lúc này đang tấn công quan hải không thể ỷ vào địa thế được nữa thủ quân man tộc trên quan hải thứ hai cũng không chuẩn bị quá nhiều khí giới để thủ thành quan binh lục tục đuổi tới tập hợp ở trong thành trong ngoài có chừng vạn người mà trong thành chưa quân phòng thủ ải này chưa đến một bốn trăm người công phá thành trì chỉ, chỉ là vấn đề thời gian chỉ có man di đang ở trong cục vẫn còn vọng tưởng là có thể tử thủ theo thành quân minh vừa tổ chức nhân mã bám cây lao thang vừa bảo người dùng cây gỗ phá thành nhóm của tống tiểu ái lâm tham tướng thì thẩm vấn tù binh có kẻ sợ chết ngoan ngoãn khai ra tình hình trong quan hải thứ hai tống tiểu ái biết được vị trí của kho lúa các bụi cây bụi cỏ ở trong quan hải thứ hai lệnh lệnh cho cung tiến thủ bắn hỏa tiễn lập tức lửa cháy khắp thành lính man trong ngoài đều khốn đốn lòng quân đã hỗn loạn đánh tới một nửa canh giờ sau cửa gỗ đồng bị lửa thiêu cây phá nên hỏng hết bốn năm phần cửa thành thất thủ lính man chung quanh trốn chạy gần vạn đại quân trùng trùng điệp điệp giết vào trong lăng tiêu thành a à, anh dẫn binh vừa đánh vừa lui rút lui mãi đến cạnh đoạn cổ nham mới là cùng đường bờ bên kia là đại quân của kinh thủ bị dương mắt hổ còn phía sau là quân minh tràn ngập khắp núi đồi quyết liệt đuổi theo lính man hoảng sợ chen trúc thậm chí có kẻ chưa chiến mà đã trượt chân té xuống vực sâu vạn trượng. A anh cầm đao khóc giống, nhìn về hướng Cửu Ti Thành nói: à, đại, a à, đại, Lăng Tiêu Thành đã mất rồi, sợ rằng Cửu Tư Thành cũng khó mà giữ nước rồi." Ngô Hán Siêu bật nhảy như bay chạy tới trước núi. Chỉ có y đơn thương độc mã, trong tay cầm một thanh thanh phong bảo kiếm, cấp tiến cấp lui như vào chỗ không người. A anh trước giờ vẫn chưa biết người Hán lại có dũng sĩ đáng sợ như vậy y dùng tiếng hán chỉ vào Ngu Hán siêu hét lớn các ngươi khinh người quá đáng đuổi cùng giết tận cả tộc của ta sao ngô hán siêu chạy một đường mặt lại không đỏ hơi thở lại không gấp y khí định thần nhàn thản như nói triều đình giàu sang có tứ hải bao dung cả thiên hạ dân tộc chi chít như sao trên trời khó mà đếm xuể được một man tộc đô trưởng còn con như vậy lãnh địa chỉ có mấy huyện nhân khẩu không đến mấy vạn Thế nhưng hơn 100 năm nay, triều đình không ngừng dụng binh, hao tốn ngàn vạn của cái. Các ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ biết suy nghĩ, thử bản thân đã làm gì hay sao? Triều đình dung nạp được nhiều chủng tộc như vậy, hà tất lại không ngừng dụng binh với man tộc, đô trưởng hơn trăm năm nay đấy. A à, Anh cứng họng, ngu hán siêu, điểm như nói. Thắng rồi thì giữa võ dương ngoài, hoành hành ngang ngược. Thua rồi thì lại trách kỷ mạnh hiếp yếu. Ra vẻ thì yếu nhược, vô sỉ cực kỳ, buồn cười chính là trừ giờ khắc này ra các ngươi trước giờ vốn không hề thực sự cảm thấy bản thân yếu kém cho nên càn quấy khắp nơi coi khinh quốc pháp dọa nam nạt nữ không chuyện ác nào không làm bọn người trước giờ cũng chưa từng dừng lại các tướng sĩ đuổi theo đứng cạnh ngô han siêu lạnh lùng nhìn chăm chăm và những tên lang sói cùng đường bí lối mới giả cầu cứu xin thương xót kia A anh thẹn quá hóa giận y giơ đau lên tuyệt vọng hét lớn mau theo ta giết chúng giết máu A Anh xông lên trước nhất, các thuộc hạ ngày trước giết người cướp của, cưỡng bức phụ nữ vẫn đang gào thét, đuổi theo y sát sao. Chỉ có không còn ai tin tưởng họ có thể chiến thắng, tin rằng họ có thể sống sót rời khỏi đây mà thôi. Đoạn cổ nhai, 2.000 lính man lui giữ đỉnh núi cùng đường, gần nửa số người ở đoạn đầu, gần nửa số sau rơi xuống khe, số còn lại đều quỳ xuống đất xin hàng. Chiến sự chấm dứt, dọn dẹp chiến trường, không thấy thi thể của A Anh, tám chín phần cũng thành vong hồn ở nơi đáy cốc. Lăng Tiêu Thành và Đô Đô Trại là hai binh phong lớn của Cửu Ty Thành, cũng gần với chỗ hiểm yếu nhất trong các trại của Cửu Ty Thành. Nơi này vừa công phá, môn hộ của Cửu Ty Thành rộng mở, ba thành tạo thành thế chân vạc, điều kiện trợ giúp phối hợp lẫn nhau liền biến mất, quân Minh có thể ào ạt xông vào núi, trực tiếp chém Cửu Ty Thành. Cuộc chiến bình định sắp toàn thắng, tất cả tướng sĩ trong quân đều hưng phấn nhảy nhót, chỉ là bọn họ lại không biết, Lý Sâm tự mình xuất lĩnh một lộ đại quân khác, gần 5 vạn người lúc này đã dẫn sâu vào chiến sự ở đô đô trại tình hình chiến đấu hai bên thảm khốc chưa từng có chém giết đẫm máu khắp núi rừng ban ngày quân minh tiến 10 dặm buổi tối man di đánh lén lại giết lùi 8 dặm chiến sự căng thẳng mỗi một bước tiến lên lại chất chồng vô số thi thể thế núi đô đô trại chập trùng đại đô đô nhị đô đô tam đô đô tứ đô đô rồi ngũ đô đô năm núi liên tiếp thế núi hùng vĩ vách đá thì dốc đứng bóng cây dập trời Cây bụi ôm tùm, đừng đi hoang vu. Đô đô chạy và lăng tiêu thành là phụ tá đắc lực của kiểu ti thành. Nhưng đô đô chạy hiểm yếu hơn lăng tiêu thành mà chiều dài còn vượt xa hơn nữa. Năm và đại quân vào núi như đá vụn rơi xuống biển vậy, không tạo được sóng gió gì. Cho nên bị kẹt sâu trong trận du kích rừng rậm, chém giết liên hồi, đầu đầu cũng nguy hiểm. Số người thương vong không ngừng gia tăng. Khâm sai dương lăng dò hỏi, sau đó đi nhanh trong đêm. Đích thân chạy đến đô đô chạy, chỉ huy tác chiến trong lăng tiêu thành quân minh cản quét tài vật không còn một mảnh để lại một đội quan binh thủ thành dẫn theo tù binh già trẻ hồ hởi hồi danh đi được nửa đường tống tiểu ái mới nhớ tới chuyện ngũ văn định gào thét ở công đường bèn ấp má ấp úng kể lại với Ngũ hán siêu Ngũ hán siêu nghe xong vừa vội vừa bực bàn về công phụ thân tự tiện xông vào xoáy trướng trách cứ chủ tướng chỉ mỗi việc mạo phạm thượng quan cũng đủ trị tội rồi thế nhưng ông ta dù sao cũng là phụ thân của y hơn nữa trải qua chuyện này phụ thân và tống tiểu ái lại nảy sinh thù hằn hai người không phải lại càng thêm vô vọng hay sao tống tiểu ái thấy thế liền vội vàng an ủi tiểu ngũ muội biết ông ấy là cha huynh sao có thể ngược đãi ông ấy được yên tâm đi lúc ấy bởi vì vội vã xuất binh đến giúp muội muội tam thời hạ lệnh canh giữ cha huynh cho người chiếu cố đàng hoàng rồi hôm nay quân ta lập nhiều công lớn các tướng vui mừng không ai nhớ tới việc này nữa đâu khi trở về muội sẽ âm thầm thả ông ấy ra tìm cơ hội tạ lỗi với cha huynh việc đã đến nước này ngô hán siêu cũng không cách nào khác nói sao thì việc này quả là phụ thân không đúng ngô hán siêu ở trong quân ngũ nhiều năm cũng biết quân lệnh như núi quân kỷ nghiêm khắc tống tiểu ái làm được đến mức này đã cực kỳ khó y đành phải gật đầu thở dài mà làm theo đại quân đắc thắng hồi doanh chiến lợi phẩm được thu về chiến sĩ quân man bị bắt cùng với gia quyến đều được giải vào đại doanh quan binh đóng giữ cửa thấy cũng phải nhảy nhót hớn hở toàn bộ quân doanh vang dội tiếng hoan hô khắp nơi đều trần ngập niềm vui thắng lợi ngô hán siêu và tống tiểu ái sóng vai đi về hướng xoáy trướng muốn nhân lúc các tưng lãnh an trí chỗ ở cho tù binh để đi xem thử vị lão gia tính nóng này kia thế nhưng đúng lúc này đến trước xoáy trướng một cảnh tượng kỳ quái ở trướng bên cạnh đập vào mắt hai người nhất thời đứng đờ ra đấy lúc này trời chiều ngả tây trong ánh tịch dương bên dưới đại kỷ, chữ tống một nam nhân cởi trần bị chó vào cột cờ tóc bị làm rối dầu tóc dài thượt bết dính vào nhau bị dội nước phía dưới chỉ mặc một chiếc quần bó cũng dính sát người có vẻ vô cùng thảm hại ngô hán siêu chấn động thất thanh nói cha cha y quay sang tống tiểu ái trận, trận mắt sáng rộng đây đây là chiếu cố đàng hoàng mà muội nói hay sao muội Tống Tiểu Ái khó mà miệng bạch được. Ngô Hán Siêu tức giận xua tay đi qua gỡ chói cho Ngô Văn Định. Lúc này quan binh nối đuôi vào chạy. Ngô Hán Siêu sợ bị nhiều người trông thấy khiến cho phụ thân không chịu nổi cũng không kịp tìm Tống Tiểu Ái tính sổ vội vàng đỡ phụ thân vào trứng của mình. Tống Tiểu Ái nghẹn họng đứng sững sờ ở phía sau quan tướng đóng giữa cửa kỳ hì chào đón thì lễ nói chúc mừng đại nhân chúc mừng đại nhân lập được công lớn chiến thắng trở về tống tiểu ái vừa thấy y không kìm nổi giận dữ mà nói người ai kêu người tự tiện làm chú, đối xử với ngũ đại nhân như vậy sĩ quan kia chừng mắt lấy làm lạ mà cười nói đại nhân không phải người bảo tiểu nhân chiếu cố đàng hoàng tên quan chuyển lương không có mắt đó hay sao người thấy mặt tướng làm như thế nào xem như y chuyển lương cũng đúng lúc ta không để các huynh đệ đói bụng nhiều đó chỉ tính là chiếu cố nho nhỏ bằng không mặt tướng nhất định chiếu cố tốt hơn cho lão già đó phục sát đất luôn Người, người Tiểu ái khóc không ra nước mắt Sớm biết thay chữ chiếu cố trong quân Có nghĩa là như vậy Thì lúc ấy sẽ không nhiều lời Ai ngờ lúc sắp xuất binh Lại cố ý gọi y tới Vội vàng để lại một câu Chiếu cố ông ta đàng hoàng cho ta Không ngờ vị này lại hiểu thành nghĩa khác Tống tiểu ái quả thực Hận không thể rút đao chém tên khốn kiếp này Nàng cắn môi, dậm bước Rút cục cũng buông tha cho tên tướng chạy tới đòi công này sau đó đi theo sau Ngô Hán Siêu. Ngô Hán Siêu vừa sợ vừa giận, dìu cha vào trong quân chứng của mình, đến ngồi ở trên giường, lập tức quỳ sụp xuống, không đứng dậy trước giường. Ngô Hán Siêu nói, phụ thân, để phụ thân chịu đại nạn này là tội của con, xin phụ thân trách phạt. Ngô Văn Định quen tay, gỡ hai chẩm dâu rậm rạp, đáng tiếc dâu đều biết lại, hết nên rất rối, không cách nào vút cho uy nghiêm được. Ngô Văn Định không khỏi đau lòng thở dài ngày xưa là trầm dâu công oai phong phóng khoáng ai cũng khen ta đây giống vân trường tại thế nhìn dáng vẻ hiện giờ đến mạch thành cũng không thảm như vậy giờ ông ta buông hai tay xuống lên tiếng hỏi lăng tiêu thành hạ được rồi sao là là nha đầu đó lập kế hoạch chỉ huy hay sao ngô hán siêu vội hỏi vâng kế chiếm lăng tiêu thành là tổng là nàng ấy một tay lập kế hoạch phụ thân bất giận khiến cho phụ thân đại nhân chịu nhục để là con bất hiếu xin phụ thân trách phạt ngô văn định trợn mắt quát lên tiểu tử thối nhở ngươi liên quan quái gì đến người chứ giờ còn cánh tội thay cho thay cho nó hay sao ngô hán siêu vội vàng cúi đầu nói còn không dám là con bất hiếu tống tiểu ái lò dò xuất hiện ngay cửa rụt rè nói ngũ ngũ đại nhân nàng cút ra ngoài cho ta Ngô Hán Siêu quay đầu lại quát lên Tống Tiểu Ái giật mình kinh hãi Ngô Hán Siêu chưa từng nặng lời với nàng Câu này giống như con dao cứa vào lòng của nàng vậy Đau, rất đau Nước mắt tức thì tràn nơi khóe mắt Tống Tiểu Ái dưng dưng nhìn Ngô Hán Siêu Tuyệt vọng rồi xoay người đi Chỉ nghe Ngũ Văn Định cùng quát to một tiếng Người cút ra ngoài cho ta Tống Tiểu Ái run lên Thế nhưng lòng của nàng đã chết lặng Lời nói của Ngũ Văn Định đã không thể khiến cho nàng cảm thấy đau thương nhiều hơn được nữa ngô hán siêu thấy tống tiểu ái bị mình mắng đến dân lệ nên không khỏi mềm lòng lại nghe phụ thân của trách nàng y cũng không đành lòng nhưng tống tiểu ái đối đãi với lão phụ tử như thế phận làm con như y còn có thể nói gì được đây chính là ngũ nghịch bất hiếu y cắn môi muốn giữ máu kiên quyết nghiêng đầu đi hạ quyết tâm không nhìn tống tiểu ái không ngờ ngũ văn định nhấc chân đá mắng cái đồ khốn kiếp lão tử bảo ngươi cút ra ngoài ngươi có nghe không sao Ngô Hán Siêu ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Ngô Văn Định, phụ thân không phải là khí giận công tâm rồi thần kinh có vấn đề đấy chứ? Ngô Văn Định lại cao giọng nói: "Tống đại nhân, xin xin dừng bước lại." Đoạn ông trừng mắt nhìn Ngô Hán Siêu rồi lại nói: Màu cút, đi xách thùng nước đến đây, bộ dạng lão tử như thế này, không tắm rửa một chút thì làm sao thay quần áo được đấy?" Ngô Hán Siêu đành mặt ra đấy, lại bị lão tử cho hai cú đá nữa, lúc này mới mơ mơ màng màng mà đứng lên đi ra ngoài như bị mộng du vậy ngũ văn định từ tốn nói tống cô nương mời vào trứng một chút nào tống tiểu ái chần chừ tiến vào danh trướng im lặng một lát đột nhiên quỳ xuống nước nở lão gia tứ là lỗi của tiểu ái tiểu ái tạ lỗi với người xin ngũ lão gia đừng trách tiểu ngũ nữa con là con không có phúc phần này về sau cũng rất không trông mong làm dâu ngũ gia của người nữa nàng nói xong liền dập đầu ba lượt hai hàng nước mắt rốt cuộc cũng không kìm được đã chảy xuống tống tiểu ái mỉm mỉ mỉ môi lau nước mắt nói cáo từ tống tiểu ái đứng dậy định đi ngũ văn định vội vàng ngăn lại lên tiếng cô nướng, dừng bước lại tống cô nướng, xin dừng bước lại tống tiểu ái mở to đôi mắt đấm lệ ngạc nhiên nhìn ngũ văn định ngũ văn định quen tay sờ dâu sau một hồi lại ngượng ngùng buông xuống cười sang sảng nói trong một ngày hạ được lăng tiêu thành sao Hơn nữa còn tổn thất lại nhỏ đến như vậy ừ, Tốt tốt lắm Có phong độ của một đại tướng Đúng là nữ anh hùng không thua đứng mày dâu Sau đó ông ôm bụng cười khan nói Nhà người ta đều đánh đòn phủ đầu Với tân đương tử Con thì hay rồi Sợ chưa đủ chu đáo Còn trói lão ngũ ta vào cuộc xoái kỳ Của con phơi nắng kìa Cho ta một đòn phủ đầu cực lớn làm tốt ha, Thật sự là làm tốt mà Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 132 của chúng ta tạm thời kết thúc tiện đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại